khách mời tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Veroli 2023 thì câu lạc bộ Choco Mucho của Philippines có lẽ đang là cái tên để lại được ấn tượng lớn nhất. Đội bóng này thì vừa có được chiến thắng thứ hai tại giải đấu năm nay sau khi vượt qua các cô gái của Australia với tỷ số là 3-0, trong đó có những set đấu thực sự là cách biệt. Và bây giờ đứng cạnh tôi lúc này là Rodina, một trong những gương mặt rất xuất sắc của đại diện tới từ Philippines, và chúng ta sẽ có cuộc trao đổi nhanh với vận động viên này. Okay, the first question is that what do you think about the game today? It seems like you just set a huge gap between two teams, right? Yeah, we just play our hearts there and we stick to the plan. And we just enjoyed the game earlier. You just enjoyed the game? Yeah. That's all? Yeah. Nothing difficulty? We just, our mindset last night was to win the game. But first of all, we just put some works and also the eagerness to win the game. And yeah, it's enjoy. Just enjoy. Vâng, thưa quý vị khán giả, Rodina vừa chia sẻ rằng là các cô gái của câu lạc bộ Choco Mucho đã rất cố gắng trong trận đấu này. Họ cố gắng để có thể tận hưởng từng phút giây thi đấu, thể hiện được hết khả năng của mình, và đó chính là yếu tố đã giúp cho họ có được chiến thắng trước các cô gái của Australia. So talking about the gap, normally we see the players from your position are very tall, but it seems like you are making a difference, right? I think I'm just very grateful that God chose me to give this kind of talent, but I just put some discipline and I just want to play volleyball and I love playing volleyball. That's why I show to my teammates, to my team, that being in a disadvantage of height is not a problem. But putting your big heart, it matters. Yeah. Do you have any secret behind your playing style? No, just put some discipline and just follow your coaches and be humble. Be humble, yes, yeah. Very good. Vâng, thưa quý vị, Rodina vừa chia sẻ rằng là một trong những bí quyết để giúp cho cô có thể thi đấu tốt dù có gặp những bất lợi về mặt chiều cao, đó chính là kỷ luật cũng như là niềm tin vào bản thân mình. Cô thực sự là yêu bóng chuyền và dành rất nhiều thời gian để có thể tập luyện môn thể thao này, và cô rất là biết ơn khi đã được trao cơ hội để thi đấu bóng chuyền. Chính vì vậy mà cô luôn cố gắng thể hiện hết mình mỗi khi có mặt trên sân. Okay, the last question is that yesterday you play against Vietnam team, right? And what do you think about them? They are my idols, most especially in T4, and it's my dream to play with her and to have a picture with her, and I'm very thankful that this BTV got the opportunity to play T4, and thanks for inviting us, and it's really grateful to be here. Yesterday you have a block against Fozzy, right? It's unexpected. I'm sure. I don't know what I've done yesterday, but I just show how to play and what's how to play the volleyball that I wanted. Yeah. Một thông tin rất là thú vị vừa được Rodina chia sẻ với chúng tôi, đó là cô thực sự hâm mộ Trần Thị Thanh Thúy của chúng ta. Sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam ngày hôm qua thì Rodina cũng đã xin để chụp một bức ảnh cùng với Thanh Thúy. Cô cũng đã có được một tình huống chắn bóng thành công đối với Thanh Thúy, và điều đó làm tới một kỷ niệm thực sự là ngọt ngào đối với Rodina. Vâng, thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng tôi xin được trở lại trường quay TV Cup vì đã mang tới cho cô một cơ hội thực sự quý giá này. Ok, thank you Rodina, good luck for your next game. Thank you so much. Thank you. Vâng, thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng tôi xin được trở lại trường quay. Bật tốt và các bạn có sự khéo léo hơn. Thế nên là mỗi một lần mà thi đấu mà các bạn được vào những đội hình chính mà những bạn thấp đấy là một những vận động viên như chúng tôi thường gọi đấy, là những động viên thực sự là có tố chất về mặt chuyên môn. Siêu năng lực đúng không? Không từ mức như vậy, nhưng mà thực ra thì tôi nghĩ rằng là tại VTV Cup năm nay cho đến giờ thì có 3 chủ công.